hướng dẫn cho tất cả anh chị em về phương pháp uốn xoăn sóng lơi. Có bạn hỏi quang là anh ơi uốn cứng hóa thì liệu có uốn được xoăn sóng lơi không? thì quang giới thiệu với anh chị em là đối với tất cả những dáng đầu xoăn thì anh chị em có thể uốn cứng hóa như bình thường luôn mọi người nhé. và uốn cứng hóa này nó đạt độ xoăn rất là cao, bất chấp tất cả các loại tóc như tóc khó xoăn hay là tóc bạc nhuộm đen nhiều lần, nghĩa là các bạn uốn cứng hóa thì nó bất chấp tất cả các loại tóc. các bạn thích xoăn bao nhiêu thì nó xoăn bấy nhiêu. và làm bằng phương pháp cứng hóa này thì anh chị em nào yếu tay nghề cũng làm rất là ok luôn nhé. quang đảm bảo luôn mà khi làm quang sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho anh chị em và cách làm đơn giản như sau. Bước đầu tiên thì các bạn sẽ trải thuốc vào phần tóc cần uốn. Anh chị em lưu ý là khi chúng ta uốn xong lơi thì mọi người nên bỏ lại phần ngọn từ 3 đến 5 cm chúng ta sẽ không vào thuốc để tránh tình trạng khi chúng ta uốn cái ngọn tóc nó bị quan quá thì nó sẽ không được đẹp. Tiếp tục thì sau khi chúng ta trải thuốc xong thì các bạn chỉ cần mềm hóa non từ 50 đến 60% là ok rồi nhé. Để nhận biết được cái tóc đạt được 50 hay 60% thì các bạn chỉ cần nhìn vào màu sắc là các bạn biết luôn là khi các bạn banh ra các bạn thấy cái màu sắc nó sáng hơn cái tóc lúc đầu khoảng tầm một level là ok rồi sau đó các bạn cho đi xả sạch và khử kiềm như bình thường tiếp theo là bước thứ hai bước lên trục thì bước lên trục khi chúng ta uốn cứng hóa quang sẽ sử dụng uốn yếu của qmax 90 ở nồng độ ph 7 sau đó quang pha với nước theo tỷ lệ một một rồi thực hiện đánh thật đều lên anh chị em lưu ý là khi chúng ta thực hiện phương pháp uốn cứng hóa này thì con thấy qmax 90 đang đi đầu trong cái phương pháp uốn cứng hóa này nhé mọi người ok chuyển sang công đoạn tiếp theo là công đoạn lên trục thì với lên trục này thì anh chị em muốn xoắn lên đâu thì các bạn sẽ trải kem muốn đến đấy và các và các bạn chỉ trải một lớp vừa mỏng thôi là ok rồi các bạn không cần thiết phải trải dày và các bạn thực hiện trải luôn kem muốn ra phần ngọn rồi sau khi các bạn trải kem muốn vào xong thì các bạn sẽ lên trục luôn thì với lên trục sóng lơi này thì quang thấy là nhiều anh chị em lên trục cũng rất là tốt rồi còn nếu anh chị em nào mà cảm thấy chưa lên trục tốt thì các bạn có thể để lại comment thì quang video sau quang sẽ làm video lên trục chi tiết nhất cho anh chị em để mọi người tham khảo và bên quang có những cái nhóm chia sẻ hoàn toàn miễn phí cho anh chị em luôn đối với những bạn nào đang còn yếu hoặc là chưa hiểu những cách làm như nào thì các bạn chỉ cần nhắn tin vào trong nhóm là quang sẽ chia sẻ cho anh chị em. Ok quay trở lại với vẹt uốn thì các bạn khi uốn trong lơi thì các bạn nên chạy trục từ chân ra bên ngoài sẽ đẹp hơn là các bạn sẽ chạy từ ngọn vào trong. Thì đây là cách quang chia sẻ cho anh chị em thôi, còn các bạn có thể uốn từ ngoài vào trong vẫn được nhé mọi người. Còn quang thì thường sẽ uốn từ phần chân ra bên ngoài ngọn. Mỗi người một cách làm mà, thì quang thấy cái nào hiệu quả thì quang chia sẻ thôi. Còn anh chị em thấy cái nào hiệu quả hơn thì anh chị em có thể áp dụng. Rồi cứ như vậy thì anh chị em sẽ lên chụp hết cả đầu đi cho quang nhé Và sau khi mọi người lên chụp xong thì các bạn sẽ kẹp lại cái bông giữ nhiệt này Để cho nó nóng ở phần bên ngoài cho cái tóc được xoăn đều hơn Ok thì đối với cái tóc này con sẽ chạy hai nhiệt Thì nhiệt một con sẽ chạy khoảng tầm 60 và con chạy 10 phút và nhiệt hai con chạy khoảng 70 hoặc 80 và quang cũng chạy 10 phút và khi quang dở ra thấy khô rồi thì con sẽ chuyển sang công đoạn là dập định hình và dập định hình này công đoạn cũng khá là quan trọng và nó giúp dạy tóc được khép lại biểu bì và hàng gắn lại liên kết thì với dập định hình thì các bạn chỉ cần dập xong À và các bạn lưu dập định hình khoảng tầm 15 phút là ok rồi Các bạn có thể lưu 10 phút cũng ok luôn nhé mọi người Và sau khi tóc đã đạt thời gian dập định hình thì mọi người cùng xem kết quả Anh chị em có thấy là sóng căng và mềm không mọi người Còn nếu mà sóng nhẹ thì anh chị em cũng biết rồi Người Việt Nam mình nếu mà sóng nhẹ thì mọi người bảo là không biết làm xoăn Sóng cứ phải căng căng thì khách mới thích Ok và đây là cái tóc qua đã hoàn thiện xong Cảm ơn tất cả anh chị em đã quan tâm theo dõi Anh chị em hãy bấm follow và đăng ký để theo dõi những video tiếp theo nhé Xin chào và tạm biệt mọi người